Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Đây là downtown của thành phố Houston, Texas đó các bạn. Một downtown rất là đẹp, rất là lớn ở Texas luôn ha. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Uyên Quỳnh hy vọng rằng những anh chị nào cô đơn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Với những anh chị nào chưa may mắn tìm được một nửa yêu thương, Uyên Quỳnh mong rằng những anh chị đó sắp tới sẽ tìm được một nửa yêu thương của cuộc đời mình. Và kênh Uyên Quỳnh hiện tại đang mở ra chương trình hội viên. Nếu những anh chị nào đăng ký hội viên thì sẽ được những ưu đãi trong đó tùy theo cấp độ hội viên. Và Uyên Quỳnh xin lưu ý các anh chị rằng trong thời gian tìm hiểu, chúng ta nên cẩn thận về vấn đề tài chính và rất là cẩn thận khi tìm hiểu đối phương, vì một khi đã dính vào tiền bạc thì rất là dễ mất lòng. Khi chúng ta cho mượn tiền thì sẽ không bao giờ đòi lại được. Và Uyên Quỳnh cũng xin lưu ý các anh chị em rằng nếu chúng ta được số điện thoại của đối phương thì vui lòng gửi tin nhắn chứ đừng có gọi trực tiếp ra nước ngoài. Tại vì giờ giấc ở Việt Nam và các nước đều khác nhau. Và bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Rồi, em chào chị nha. À, chị chào em. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Chị chào. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu về mình. Chị xin chào cộng đồng mạng. Chị xin tự giới thiệu, chị tên là Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1972. Hiện tại á là chị đang ở đâu? Chị đang ở Đắk Lắk, ở Việt Nam á, thành phố Buôn Ma Thuột các em. Đắk Lắk, hình như là ở đó người ta trồng cà phê nhiều phải không chị? Tiêu. À đúng rồi, chị trồng cà phê với tiêu á. Chị... Bắt đầu luôn á. Chị có hưởng ứng phong trào đó không? Ấy nói phong trào nè. Trồng tiêu với lại cà phê. À, thì có chứ, mấy năm trước thì chị vẫn làm cà phê nhưng bây giờ chị chuyển qua chăn nuôi rồi. 10 năm chị chuyển chăn nuôi. Coi ngay, cho lịch sử pai pai pai, xây dựng bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau. 4072225577. Hãy phát triển, hãy lấy tiền. Nuôi heo hay nuôi gà, nuôi vịt chị, nuôi bò? À, chị nuôi nuôi heo trang trại. Hình như là bây giờ em thấy ở bên Việt Nam ta là làm trang trại nuôi heo cũng khá nhiều hả chị? Ừ. Dạ. Thì làm cái đó cũng nhiều. Dạ, chị chuyển qua công việc đó được bao lâu rồi? Chị chuyển qua cũng 10 năm rồi. Rồi có ai làm phụ chị không hay là chị làm một mình? Có chứ, có công nhân làm phụ, có 4 công nhân làm phụ chị. Wow, chị nuôi rất là nhiều phải không? Ừ, chị nuôi trên 2.000 chứ. Oh wow, nhiều vậy đó. Mình nuôi như thế là bao lâu mình xuất chuồng một lần chị? Thường thường là 5 tháng, nguyên cỡ 5 tháng một tuần á. 5 tháng tuần, vậy là năm mình nuôi được 2 mùa hả? À, mình nuôi được 2 lứa. Rồi lứa Tết đó là chị sẽ xuất vào tháng mấy, vào ngày mấy? Không, cái này là chị nuôi kiểu như nuôi nuôi gia công cho công ty á, công ty chế pha á. Mình nuôi gia công, mình ăn theo gia công thôi. Có nghĩa là người ta bỏ con giống, bỏ hết rồi chị đi trồng phải không? Mình có chuồng trại, đất đai chuồng trại mà mình nuôi. Vậy là mình phải có bao nhiêu hecta mới được chị? Cái đất thì của chị thì tám sào thôi. Wow, 8 sào với 2 con á. 2 trại á. Là 8.000 mét vuông mình làm 2 trại. Wow, rộng dữ vậy đó hả? Wow, 8.000 mét vuông mà được có 2 trại thôi. 2 trại là được 2.000 con. Trên 2.000 con. Chị rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Hôm nay chị thì chị đi lên đã ly hôn 2019. Lý do gì sao chị?
cũng không nhau rồi nhau rồi xong à, cứ cãi nhỏ cọ nhau miết á, nhưng mà vấn đề anh hay uống rượu đó kia, là nói chung là nhiều cái nó không có hợp nhau nữa. Chị rồi chị có được bạo lực tinh thần, về cái bạo lực tinh thần nhiều rồi à, chị có được mấy người con? Một bé đầu thì 99, còn bé sau thì 2004. Các bé hiện sống chung với chị? Hai đứa đều đi làm hết rồi. Nhưng mà đều sống chung với chị hết hả? À, sống chung với chị. Chị rồi à, chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Chị ít nói, cái chị ngại trước đám đông á. Kiểu như đi ra đông á, chị ngại nói chuyện, với lại chị thực ra chị cũng rất là ít nói chuyện. Kiểu như gặp người quen thì thôi, chứ lạ là chị ít nói lắm, ngại trước đám đông, mà đứng giống như đứng trước đám đông còn là chị không nói chuyện được, kiểu vậy. Với người quen á là chị cũng ít người, nói người quen thì chị bình thường, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn nói chuyện nhiều hơn chứ. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Nói chung là trước mắt là phải chung thủy, rồi không rượu. Nói chung chưa có rượu thì cứ ít ít thường được, nhưng mà đừng bài bạc, chung thủy, biết lo cho gia đình. Chị có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Nói chung là tầm tầm cái tuổi của chị trở lên là được. Rồi, thí dụ anh ấy hút thuốc uống rượu thì chị nghĩ như thế nào chị? Hút thuốc thì một tí thì cũng được, với lại uống rượu thì một ít thôi, nhưng mà cũng phải là biết điểm dừng á. Chứ còn kiểu như mà uống tẹt ra, như chị đã gặp cái trường hợp đó rồi, chị rất là sợ trong cái hoàn cảnh đó. Uống hoài mỗi ngày uống hết á? Uống khí lắm. Cho nên chị gặp cái cảnh đó trong gia đình chị, cho nên chị rất là sợ. Chị nhưng mà rồi không có đi làm hả? Ở nhà có công nhân làm hết rồi, mình đâu cần phải làm hả? Chị hả? Ông xã chị à, thì hồi trước làm thì nói chung cũng làm rất là xuyên, nhưng mà kiểu như khi rượu vô rồi thì kiểu như nhảy. Nhưng mà không có phải nói làm gì. Ý em hỏi nếu mà làm nhậu nhẹ nhiều như vậy thì làm sao mà làm được? Kiểu như thì nhiều lúc chị phải kiêm hết. Công việc trong ngoài chị phải kiêm hết. Rồi các con chị, hai con chị như thế nào? Có ủng hộ mẹ đi thêm bước nữa không? Thì có chứ. Giờ thì về cái đời sau thì về trở đi thì mình kiếm người lo cho mình, với lại cùng sống với cái tuổi già, chứ còn con cái thì chắc nó cũng có lo được cho mình. Là con chị là con trai hay con gái? Đứa lớn cũng học xong rồi, nó ra nó mở quán, nó tự bán quán cà phê. Bây giờ thì thời gian của chị cũng khá là thoải mái, thì những lúc rảnh rỗi là chị thích làm việc gì? Thì chị vô trang trại con ngó đó, con ngó. Ví dụ như nhiều cái công việc kiểu như về heo là họ không biết, là mình phải chỉ cho họ chứ. Nhưng mà vẫn có thời gian mình thay một bác sĩ á. Ví dụ như heo bệnh là mình thay một bác sĩ á. Có bác sĩ thua. Nếu mà công nhân họ biết đó, là mình khỏe mà họ không biết đó, là mình phải chỉ, mình phải chỉ cho họ làm nào kia, là mình phải chỉ hết. Là chị có bác sĩ thú y riêng cho trang trại của mình luôn á? Không, chị cũng là bác sĩ luôn. Ủa, là chủ trại là bác sĩ luôn. Chị không phải bác sĩ, nhưng mà kiểu như mình nuôi là mình quen rồi. Mình quen, mình cũng heo là mình biết nó bệnh gì á. Wow, hay vậy đó hả? À, mình biết nó bệnh gì là mình phải đáp ứng đủ thuốc đồ nọ kia đó. Chị nhưng mà chị đâu có cần phải ở trong đó 24/24 phải không? Không, thì sáng chị đi rồi trưa về rồi chiều chị đi làm.
Vậy đó hả? Nhưng mà cũng cũng có những lúc ví dụ như mình kêu không ra công nhân thì mình cũng phải đi vô ở đó lại làm luôn đó chứ. Mà kêu được công nhân thì mình khỏe. Nhưng mà nói như thế nhưng mà vẫn có thời gian để mình nghỉ ngơi relax chứ chị. Vậy thì những Có lúc như thế giờ là chị thì làm có gì? thời gian nhiều. Rồi những lúc như thế là chị thích làm gì? Karaoke, cà phê với bạn bè, shopping. Chị thật ra là chị hầu như bia rượu chị không không biết, hát thì thỉnh thoảng giống như ba được ba bốn đứa bạn, lâu lâu cũng có sinh nhật thì sự đi hát rồi rứa thôi chứ cũng cũng rất là ít. Những lúc rỗi thì chạy về nhà ngoại, bà già chị đang còn, vì kiểu như mình lâu với nhà hay chăm sóc rồi nào kia cũng cũng ít có đi bạn bè. Nói chung là chị cũng như người của gia đình, không còn đi chơi bời đồ là không có, đàn đúng mà bạn bè đồ là không không có kiểu như vài ba đứa bạn thân mình chơi với nhau rồi đó thôi. Sự thích của chị là chị thích tập gym á, tập thể thao á, sáng ra đi chạy đi tập rồi. Vậy đó hả? Là sáng là chị chạy bộ. Bộ với tập tạ nó không nặng thôi nhưng mà rất là Tập tạ nữa hả? Hay vậy. tập. Đam Ồ, có sở, mỗi người có sở thích khác nhau ha. Rồi chị tập tạ vậy thì có giảm cân không hay là chị tập cho khỏe thôi? có chứ, hồi xưa chị 50-54 kg bây giờ còn 48. Ồ, hay vậy đó hả? Tập bao lâu mới xuống vậy chị? Thì xuống là do mình giảm ăn, Do mình giảm ăn. chứ còn à chứ còn không thì, nhưng mà cái bụng đồ hồi hồi xưa hướng to lắm, kiểu như mập mỡ không á, nhưng mà giờ thời gian đây thì giảm hẳn rồi. Ý là mình tập cho nó khỏe đó Đẹp khỏe không? đi mình cũng xả stress, tối đa từ đam mê mình đi giống như từ 5 giờ 15 như tới 7 giờ kém mình về rồi đó, bắt đầu công việc của mình trong ngày. Chị rồi chiều cao của chị là bao nhiêu? Chị tao chị mét 47 á, chị hơi lớn. Chị có được mấy anh chị em? Như chị em thì 7. 7 anh chị em. Gia đình chị có ai ở nước ngoài không? Có một em gái sinh năm 84 ở bên Mỹ, mới vừa về cách đây mấy ngày, mới vừa qua mới mới về Mỹ lại ngày hôm qua. Còn 2017 tới nay cũng chưa lâu lắm. Chưa lo. Qua ở tiểu bang nào chị? Cái gì Colorado. Cái tên hay khó kêu, Colorado. Rồi có khi nào chị nhờ em gái làm mai cho mình không? Cái đó thì cũng có nhưng mà phải kiểu như bên đó thì cái người Việt thì nó quen rất là ít, cái người Tây thì mình không biết nói tiếng Anh, thành ra là cũng không 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 không, không có quen được, bắt đầu ngôn ngữ thì mình không quen được. Chị thích một anh làm quen với chị trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Cũng tốt, chị đã ít nói rồi. Mà gặp người ít nói được cả ngày chắc im lặng luôn. Nói chung là cảm thấy mình hợp nhau thì mình đến với nhau. Chị rồi cơ duyên nào mà đưa chị tới với công việc này? Chị có quen ai với cái làm nghề đó không? Này thì gia đình chị con em nó làm, với lại cái công ty cũng về ở ở Đắk Lắk hay đó, trong cái xã của chị thì người dân họ làm thì mình thấy đó, mình làm thêm. Rồi chị coi video của em hay là ai giới thiệu chị xem? Chị thấy, chị mới thấy đây, chị thấy trên mạng cái chị kết nối vô
chị coi ha. Rồi chị có coi được nhiều video không? Vì trên đây nó người thật việc thật, nó ít cái giả dối như ở ngoài sợ. Chị, nhưng mà rồi ví dụ như có cái gì thì mình cũng nói ra những cái điểm yếu điểm mạnh của mình, mà chứ ở ngoài đôi khi là họ nói không có thật. qua cách nói chuyện thì mình cũng có thể đoán được người đó bao nhiêu phần trăm ha. Rồi chị coi bên Facebook hay là coi bên YouTube của em? Bên bên Facebook á, Chị có coi bên YouTube không? YouTube chỉ cho. Nhưng mà chị biết YouTube của em là phải không? Chị có biết YouTube của em không? Bên YouTube của em thì chị chưa vô. Ôi trời. Chủ yếu là bên YouTube nha chị, YouTube của em tới hơn 2.000 video rồi, Facebook thì chỉ mới đây thôi. Cho nên là bên Vì đó tại vì chị cũng mới mới coi của em bên bên mới mới coi, hình như chắc cũng đâu không chỉ cỡ cỡ hơn hơn tháng chứ mấy. nhưng mà chị phải vô Facebook coi, ấy YouTube coi, nó rất là nhiều. Coi rồi biết là cách kênh của em vận hành như thế nào. Hiện tại thì em cũng đã nói là mở ra group chat hội viên đó, chắc chị cũng biết mà, phải không? Rồi với lại các anh chị tham gia chương trình đó, khi mà chị làm video này á, thì khi bên em đăng lên phía dưới tựa đề của chị thì có một số number, cái số number đó là của chị. Chị nhớ số number của chị, hoặc là chị sell video về Facebook của chị hoặc là Zalo gì đó để cho chị giữ ở đó. Có thí dụ chị có muốn làm quen với anh nào thì chị có thể gửi cái video của mình cho anh ấy. Còn sau video này á, anh nào muốn làm quen với chị á thì em sẽ cho anh ấy số điện thoại của chị để anh ấy liên lạc với chị ha. Còn nếu chị muốn làm quen với anh nào, chị coi số video của anh đó thì bên chương trình sẽ cho chị số điện thoại để chị liên lạc với anh ấy. Và nhớ nếu mà nước ngoài thì mình nhắn tin trước nha chị. Nhắn tin cho cái người mình muốn làm quen đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi chị Ở trên trên Facebook của em luôn hả? qua số điện thoại của anh ấy chứ đâu có trên Facebook của em. Facebook của em là hoặc là YouTube là chị chọn người nào chị mến thích thôi. Rồi ghi cái số number lại chứ đừng có Nhưng mà gửi. nếu mà quen ai thì phải qua em mới có cái số điện thoại của họ chứ phải không? Đúng rồi, thì đó em mới nói chị ghi cái số number của người đó lại, gửi qua chương trình sẽ gửi số điện thoại lại cho chị. Rồi nếu mà có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Hả? Nếu có người yêu, chị có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? À, thì có chị rất thích kiểu lãng mạn. Dạ. Rồi ông xã trước của chị có lãng mạn không? Thì cũng cũng không 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 có mấy, ví dụ như mình nhắc nhở cái, ví dụ như cái ngày lễ ngày đồ thì mình nhắc nhở cái, Rồi chứ còn cũng không có tính. hai người quen nhau cưới hay là người ta làm mai? Quen nhau rồi cưới. Rồi hồi đó giờ chị đã đi du lịch ra nước ngoài lần nào chưa? À, chị đi Singapore với lại Malaysia, chị mới cách đây mấy tháng. Còn như trong nước thì chị hay đi, trong nước thì đi bãi. Chị có dự định là sẽ đi qua Mỹ du lịch không? Thì rất muốn đi qua Mỹ du lịch chứ mà không biết đi bằng cái đường nào á, thì cái gửi rất là thích đi á, đơn xin đi du lịch thôi. cũng không biết cái đậu visa hay không nữa kìa. Chắc con em sắp tới nó cũng mời mời theo cái diện qua thăm gia đình nó, Thông thông đi chơi á. không biết nữa sao. Em nghĩ chắc chị cũng không có khó tới nỗi khó đâu, tại vì chị có trang trại, nhà đất đồ rộng rãi, công việc ổn định đó. Em nghĩ chắc không khó. Rồi chị có biết karaoke không? Có thì có hát được, Hát được hả? uống rượu cũng được thôi, chứ còn hát thì biết hát hết, cho gia đình ai cũng biết hát. Bây giờ chị hát em nghe đoạn đi được không? Ngại. Rồi nói nhưng mà cũng run mất chết nữa.
Chị còn mẹ thôi, ba chị còn không? Ba chị chết cái năm mùa dịch đó. Mẹ thì còn. À, năm đó là mất rồi không có thấy được nhau đó không chị? Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng rằng chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em nha. Chị chào khán giả giùm em ha. À, chị xin chào cộng đồng mạng, chị xin chào em, chúc cho em hạnh phúc và xinh đẹp mãi nha. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pi Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.